Kính thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều có một bà mẹ. Bà mẹ trần thế này đã sinh ra chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta, đã cho chúng ta bú mớm. Và rồi mẹ, người mẹ trần thế này luôn luôn theo dõi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đã vào đời, chúng ta đã lập gia đình, thì người mẹ này vẫn theo dõi cuộc đời của chúng ta. Các linh mục, các tu sĩ nam nữ cũng vậy. Khi đã thành công trong đời sống của mình, thì mẹ của mình, cha của mình cũng vẫn theo dõi bước chân của đứa con của mình cho tới khi ông bà nhắm mắt xuôi tay như thế. Và không những ở dưới trần gian này chúng ta có một bà mẹ như thế, Thiên Chúa lại tặng ban cho chúng ta một bà mẹ vượt trên bà mẹ chúng ta ở trần thế này rất nhiều. Bà mẹ đó có tên là Maria, mà ngày hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, thường người ta những ngày kỷ niệm những anh hùng liệt sĩ, những danh nhân, người ta thường ôn lại cái lịch sử của cái vị liệt sĩ đó, của danh nhân đó, và người ta gợi lên những đức tính thật tốt để cho người ta noi gương bắt chước. Mẹ Maria cũng thế thôi. Khi mẹ nhận tước hiệu mẹ là Thiên Chúa, với muôn tước hiệu mà giáo hội tặng ban cho đức mẹ, như mẹ là nữ vương hòa bình, mẹ là nữ vương các thánh tử đạo, mẹ là hòm bia Thiên Chúa, mẹ là đấng chỉ bảo đường lành, mẹ là mẹ hằng cứu giúp chẳng hạn. Với muôn vàn tước hiệu đó, tước hiệu nào cũng mang một giá trị đặc biệt trong đời sống của đức mẹ, và tước hiệu nào cũng nói lên con người của mẹ một cách hoàn hảo cả. Bởi vì đức mẹ là mẹ tuyệt mỹ, là gương mẫu tuyệt mỹ nhất của mọi người tín hữu chúng ta. Thánh Bernardo đã nói một câu rất đặc biệt, nói về đức mẹ không bao giờ có thể chán, không bao giờ có thể hết được. Chúng ta không bao giờ có thể nói được hoàn toàn về đức mẹ. Chúng ta chỉ thể nói được một chút xíu nào về cuộc đời của đức mẹ mà thôi. Chúng ta không thể nào nói được như Thánh Bernardo đã nói như thế. Vậy thì, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ đức mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa, khi đức mẹ còn là thiếu nữ, mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh để chọn đời hiến thân cho Thiên Chúa và để dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Nhưng khi nghe sứ thần truyền tin, mặc dầu chưa hiểu gì về ý của Thiên Chúa, mẹ khi được sứ thần cắt nghĩa giải thích một chút, mẹ đã nói lời xin vâng làm theo thánh ý của Chúa. Anh chị em biết rằng chúng ta, cái ý muốn của người khác áp đặt trong ý muốn của chúng ta khó thực hiện, không thể thực hiện được. Nhưng mẹ đã sẵn sàng, mau mắn, mẹ nói lời xin vâng liền để làm mẹ của đấng cứu thế. Và làm mẹ của đấng cứu thế cũng làm mẹ của Thiên Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta, khi chúng ta hướng về mẹ, chúng ta nhận thấy mẹ, mẹ của chúng ta là một người mẹ tuyệt mỹ nhất, một người mẹ với muôn vàn tước hiệu, với muôn vàn danh xưng mà giáo hội tặng ban cho đức mẹ. Cái danh xưng nào cũng nói lên con người của đức mẹ cả, cũng nói lên sự tròn đầy của đức mẹ, sự thánh thiện của đức mẹ. Và như thế chúng ta thấy người mẹ đó là người mẹ hoàn toàn, người mẹ thật là tuyệt mỹ, người mẹ hoàn hảo hơn tất cả mọi người mẹ khác ở trần thế này. Vì người mẹ được Thiên Chúa chọn lựa từ muôn đời, cho nên Thiên Chúa đã ban cho đức mẹ những đặc ân vô cùng cao cả, mà không người nào trần thế này của chúng ta nhận được những đặc ân đó. Cho nên đức mẹ là đấng đã luôn luôn giữ cái lời của Chúa. Và cái cụm từ mà chúng ta vừa nghe, mẹ ghi đi, ghi nhớ lại trong lòng, ghi đi, suy đi, gẫm ở trong lòng, suy đi, nghĩ lại ở trong lòng, cái cụm từ đó cho chúng ta thấy rằng mẹ
đã suy đi, nghĩ lại về cái lời tiên báo, cái lời mà sứ thần truyền tin cho mẹ. Mẹ sẽ là mẹ của Đức Giêsu Kitô, là mẹ Thiên Chúa. Bởi vì Đức Mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh, cho nên cái lời đó là lời suy đi, nghĩ lại của Đức Mẹ. Mẹ suy đi, nghĩ lại về cái lời cao cả như thế, để mẹ nghiệm ra cái lời cao cả đó có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với mẹ và đối với nhân loại này. Chúng ta trong ngày cuối năm dương lịch, như cha xứ đã nói, chúng ta đặc biệt hướng về đất nước Ukraine, đất nước đang chiến tranh một cách rất đặc biệt, và người ta đã giết hại biết bao nhiêu là đàn bà và trẻ con. Cho nên chúng ta hướng về đó để cầu nguyện cho đất nước đó, nhưng cũng đồng thời cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta. Nếu Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, thì chúng ta có thể gọi mẹ Maria là mùa xuân không tàn úa được. Bởi vì mẹ Maria là mẹ tươi thắm, là mẹ đồng trinh, trọn đời đồng trinh. Cho nên mẹ đã đẹp không những bề ngoài mà cả bề trong nữa. Mẹ luôn luôn là đấng phù trợ cho chúng ta, chỉ đường, chỉ lối cho chúng ta. Mẹ là đấng hằng cứu giúp cho chúng ta, để cuộc đời của chúng ta khi có mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ thanh thông, vì cuộc đời của chúng ta vững bền, chúng ta vững bước đi trên con đường tiến về quê trời. Như thế, có mẹ bên cạnh, chúng ta sẽ vững bước, chúng ta sẽ hạnh phúc, và chúng ta cảm thấy chúng ta vững bền, vì chúng ta không sợ bất cứ một điều gì xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Xin mẹ cầu thanh nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta sẵn sàng biết nói lời xin vâng như mẹ. Amen.